lượng này mà lại như nào không bán được mày bao nhiêu quần áo rồi. Chết mày bị dính mày rồi. Thùng rơ nó thuê này. Còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu. Là 12 triệu. 12 triệu. Mày bị điên à? Rồi 12 triệu ơi. Ý là chỗ này là trộm bà lấy mất. Chỗ này là trộm bà lấy mất. Trời ơi. Không, ăn trộm đồ của mình biết thế nào một lần đúng không? Đấy. Thật sự là không thể chấp nhận được. Thế này nó trông quán kiểu này trông như không anh em ạ. Đấy. Nhất hôm nay mình sẽ gọi là đã tiền như này, mình thứ nhất là sẽ gọi là trừng phạt anh ấy. Đấy, thứ hai là mình sẽ gọi là gì nhỉ? À, trả thù ông đấy. Anh em biết cái vụ là trước là ông ấy có vào với đòi tiền bảo kê của mình. Gan to thật lắm rồi tiền bảo kê của mình anh em ạ. Đấy, láo tét. Láo tét. Đây anh em muốn mình xử ông ấy như nào anh em? Rất có duyên anh em ạ. Anh em đi vào đây nha. Đây, trông quán thế này đây anh em. Thấy chưa? Vâng. Nope. Ngủ rất riêng, rất sâu nhá. Đấy là ngủ sâu thế này chắc chắn không biết gì luôn anh em. Ok. Đã thế nha, mình cho một bài học cho nhớ đời. Lần sau mình phải rút kinh nghiệm. Trông quán cho em mà thế này thì hảo người anh em. Đấy. Ok anh em, giờ mình sẽ mang quần áo về nhà cất đi đấy. Và sau đó mình sẽ sang mình xử lý ông đấy nha mọi người nhá. Náo tét thật. Đấy, ok anh em ơi, mình mới mang quần áo vào nhà giấu rồi. Bây giờ mình sẽ sang xử lý ông đấy nha mọi người nhá. Náo tét thật. Cửa mới làm anh em ạ, nên phải nhẹ nhàng. Ôi, chết rồi, chảy máu rồi. Nhiều. Anh ngủ ngon nhỉ? Ôi giời ơi, cái mồm ơi, ngậm cái mồm vào. Người yêu mà giờ mày về. Em đi lấy hàng, em công việc của em. Thế anh trông quán cho em, anh hơi bị đẳng cấp đấy. Anh trông quán là nó ngủ à? Hả? Nope. Ngủ một tí. Ngủ một tí hay là anh làm mơ con nào đúng không? Mới ngủ được mẹ tầm 60 lên 70 phút chứ gì không? 60-70 phút? Thôi cũng không sao. Không sao hết. Con giỏi nhỉ? Gì? Con đẳng cấp. Về về với trông quán đi, tao về nhà tao. Này về em đấy, cứng lại. Cứng lại, ngồi lại, em chưa xong. Đứng lại. Mày nhờ tao trông quán thì tao trông xong rồi. Bây mày về, mày không cho tao về, mày tao không trông đâu, mày đâu rồi. Anh nghe đây. Tao không trông đâu, mày đâu rồi. Anh nghe đây, anh nghe đây. Đây em kính mời anh ngồi ghế, em kính mời anh ngồi đấy, em kính mời anh. Anh cứ ngồi vào đây. À, ý là công mày định trả công cho tao trong quán này. Rồi anh cứ ngồi vào đây em nói chuyện. Dạ. Tiếp. Rồi nói chung là như đây. Trời ơi, chỗ anh em nói chung mày cũng nếu mà chỗ người ngoài là người ta làm 30.000 một giờ trong quán đúng không? Nope. Thì chắc là có thể thì anh nổi tiếng không, anh có tiếng mà anh đẹp trai nữa. Đấy nên là thu hút gái về mua hàng cho mày. Đúng rồi. Em mày trả cao lương hơn đúng không? Đúng rồi, công nhận thôi. Ờ, ok được rồi. À. Vâng, cũng đẹp trai phết à. Bán hàng cũng được, anh có biết là em ế bêu mồm 2 ngày hôm nay rồi. Trời mưa không bán được cái gì cả. Mà em cũng công nhận anh giỏi. Công nhận anh giỏi, thôi đêm. Cho em xin. Xin gì? Ô, mày bảo xin gì thì nhìn này em còn bảo xin gì? Nope. Tiền á? Ô, anh cứ phải nói toạc ra đấy nhở. Sao mày bảo tao ngồi đây để mày trả tiền công tao trông quán cho mày, để tao thu hút, tao làm ma được canh lam để tao thu hút nữ vào đây mua quần áo nữ cho mày. Tao tưởng mày bảo tao ngồi đây để mày cho trả tiền tao, bây giờ mày còn đòi tiền tao cái gì? Tao nhiều rồi kìa. Thôi. Này em bảo mày nhá. Mày đừng có kiểu chơi ngược đời như thế nhá, mày không trả tiền tao thôi, mày lại còn vặt tiền tao thôi. Tao nhớ phải nói chuyện tao vậy. Anh đứng yên ở đây. Cái
gì? Anh bán được hàng cho em ngồi veo bom mấy ngày hôm nay em không bán được cái gì. Mà em đi mới có 2 tiếng đồng hồ thôi. Anh bán gần hết cái đống quần áo của em. Thế anh bán giỏi như thế thì em trả lấy tiền của anh. Thế giờ tiền em bỏ ra lấy quần áo thì bây giờ em thu lại là đúng là gì nữa. Thế em chả bảo anh ngồi đây để đưa tiền cho em. Cậu đó hả? Tao từ lúc tao trông quán cho mày là tao chỉ nhớ là tao ngủ này. Thôi nó mơ màng một tí đấy. Thế mơ đến em nào? Chắc chắn mơ em nào mà anh thích em bảo Ngọc không? Không, tao mơ đấy, tao mơ thôi thì mơ đúng không? Đúng rồi. Không. Nope. Đúng rồi, mơ đang ngủ với mấy đứa, tao có nhớ là tao bán được cái gì đâu. Không bán được mà lại như nào? Không bán được mà bao nhiêu quần áo? Chết mày, mày chết mày rồi. Thủng ra nó thuê này. Còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hay là anh thì giấu tiền của em đi chơi gái không? Nhanh lên lôn ra đây. Mày không hớt được bao con trai. Từ lúc tao trông quán rồi, cái chỗ này nó có không nhỉ? Chỗ này nó có không nhỉ? Ủa mình chị, mày lâu lắm rồi đi nhá. Chả có hay sao, hàng cái này không biết. Chỉ là xin vĩnh biệt cô. Đưa tiền đây cho nào. Mày xả. Tao thì bán được làm mày bán được cái nào mà chỗ này trống này như mày bán rồi xong mày để chèn lên mấy chỗ này chứ không bây giờ mày bảo tao cái gì? Anh không thích không? Không bán được, em đã bảo từ khi em từ 2-3 hôm nay em bị ế rồi. Từ khi anh bảo thì em mới bán được từng đây. À anh bán được từng đây. Nope. Hay anh giấu tiền vé mày anh đi đúng không? Mày giả, tao bán được cái nào tao chỉ ngủ thôi, tao trông như mày nào như vậy? Tao ấy vẫn làm nguyên, tao có khẩu trang ấy. Anh giỏi nhỉ, anh giỏi nhỉ, anh trông hàng cho em mà anh đi ngủ nhờ. Thì biết tao ngủ chứ không có khách gọi thì ra chẳng ngủ. Em không cần biết. Lôn tiền ra đây. Thì được đi ra ngoài, còn không đừng để em bảo Ngọc là anh mơ đi. Nhanh lên. Chuyển tiền. Tao là gì mà mày chuyển tiền? Chơi anh bán được hai anh chuyển tiền. Tao chốt lại là chỗ này là tao không bán. Mà tao bây giờ tao không biết gì cả. Tao chỉ biết tao ngủ thôi. Đúng là con trai của ta. Thế tóm lại là nó bị mất tốn không? Anh trông quá cho em mà lại anh làm mất hàng của em đúng không? Tao biết được à? Không biết được thì anh trông quá hiểu gì? Tao chỉ biết là tao ngủ, còn chỗ này nó ở đâu tao không biết. Vì lúc tao vào mày nhờ tao trông, tao không để ý được chỗ này nó có hay không. Tốt lại là bây giờ mất hàng đúng không? Lại em tiền đấy thôi. Bắt đèn, muốn không thì có mà trách em. Trông quá thế này mà chờ trông à hả? Thế bây giờ tao chỉ biết tao trông, nhưng không ví dụ có khách vào lấy hàng hay không thì nó phải gọi tao. Nó không gọi tao chỉ biết tao ngủ. Thế thì anh phải thức. Bây giờ khách hàng là thường đấy. Mình vào mình còn bảo khách phải gọi à? Có này em không biết tại em tiền đây. Nope. Em tính sơ, chỗ này là 6672 là 12 triệu. 12 triệu? Mày bị điên à? Rồi 12 triệu ơi. Thế ý là chỗ này là trộm bà lấy mất. Trời ơi, cái quần què gì vậy? Ô, thế bây giờ anh ở nhà anh trông em hỏi em. Đấy, tính thế nào? Không có tiền đâu mà lắp. Anh đừng có dở cái bộ mặt đáng thương ra gì cả. Tao không phải đáng thương, tao chỉ đang nghĩ là xem quần áo này nó để đâu và lúc tao vào nó có ở đây không. Em không cần biết. Mày được. Mày nhau. Nhanh lên. Vậy nhá, trách nhiệm mày bảo tao là ở đây để tao trông quán cho mày thôi, chứ không có chịu trách nhiệm là mất trộm quán của mày. Thế trông quán? Tao trông như một con chó thôi. Con chó chỉ biết trông thôi, còn trộm vào nhà trộm cái gì không là vẫn là việc ở chủ nhà của chị. Mà tao trộm chị, con chó không có trách nhiệm chịu. Nhá, thế thôi, tao về. Đừng có mà trắng trợn nhá. Anh đừng có trắng trợn nhá. Nhá. Này, mấy con chó, người lạ vào nó còn sủa nhá. Mà anh đi, ngồi lên trong đây, người lạ vào không biết gì. Tao cài. Từ giờ đến ngày mai nhá, không giải em tiền không trách. Bây giờ tao chịu đây, mất trộm thì mày phải đi báo công an chứ bây giờ. Mất trộm thì mất, mày bắt tao phải chịu. Thế từ lần sau tao đéo là trông quán mày đâu. Lần sau em không chẳng thiết. Lần sau em không chẳng thèm. Mày quần áo thì rẻ mà 12 triệu. Là 12 triệu sao? Hoàn toàn đồ đẹp xong rẻ như thế bảo đất 12 triệu. Thế không? Nhờ chứ không?